Ok, chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series về nhập môn khoa học dữ liệu. Mình sẽ tiếp tục với các bạn về chương thứ 5, giới thiệu về cái thư viện Maplotlib. Thì trong này mình sẽ giới thiệu các bạn về một vài cái nội dung. Một là cái vật chart, hai là vật cloud, ba là regression plot. Ok nha. Mình sẽ đi qua từng cái nội dung một. Thì trong cái series bài giảng này mình có tham khảo cái tài liệu của thầy Trương Xuân Nam tại site nam.net và cái viễn Data Science có từ đầu với Python, cũng có tham gia học và lấy chứng chỉ của khoa học dữ liệu của ABM trên cái trang là coursera.org. Thì trong cái khuôn khổ tiếp tục thì thầy mình cũng sẽ dùng tiếp cái phần cái thư viện Maplotlib, tức là lót thư viện Maplotlib lên, sử dụng nó dưới dạng là backend. Chúng ta sẽ load bằng cách là phần trang map.list inline, sử dụng cái style là gg plot, import cái thư viện map.list và cái module byload vào. Thứ hai là mình cũng sẽ dùng cái file trực tiếp tại Canada và Excel, mình sử dụng cái sheet name là Canada 3 season sheet, bỏ 20 dòng đầu tiên và 2 dòng cuối cùng được nha. Thế mình sẽ đặt dữ liệu vào và nghiễm nhiên là mình đọc xong mình sẽ tìm chữ dữ liệu. Thì từ việc mà lót thư viện cho đến là tìm chữ dữ liệu thì rất nhiều video mình giới thiệu rồi, bây giờ mình giới thiệu nhanh qua thôi được chưa. Thì mình xóa xéo cột, mình rename, rồi set column hay là set index để thêm cột tấm, thì trước giờ chúng ta vẫn làm như vậy rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái collab để mô phỏng với các bạn. Và đây có bao nhiêu cái sample rồi, 39 rồi đúng không? Rồi tiếp, thì cái này mình cũng có code rồi, thì bây giờ mình cũng copy qua cho nó nhanh đúng không. Thì đầu tiên á, đây mình sẽ import thư viện map.list đúng nha, byload. Cái bandas này dùng để đẹp file, đây là cái file của mình. Ok chưa? Đây là cái file data của mình. Reprocess, tức là mình sẽ đi xử lý dữ liệu luôn ở trong này. Ok chưa? Rồi giờ mình in cái data ra. Thì data này, data đã được tiền xử lý dữ liệu rồi. Country, continent này thì data này đúng cái chủng đã xử lý dữ liệu vừa trước mình có giới thiệu các bạn rồi đó. Ok. Cho nó nhanh đúng không? Tiếp sau khi tìm xử lý dữ liệu á, mình sẽ giới thiệu các bạn về cái waffle chart. Thì đầu tiên mình có một cái data data frame lấy từ cái location này, từ cái Đan Mạch, Norway và Sweden, và mình lấy là tất cả các cái cột dữ liệu đúng nha, là tất cả các cột dữ liệu. Bây giờ mình tính tổng các cái giá trị là bằng là cái cột cột tổng, mình tính tổng hết toàn bộ các cái giá trị đi đúng nha. Rồi mình sẽ tạo ra cái biến category proportion này. Thì cái biến này nó sẽ lấy cái từng cái value, tức là nó là một cái mảng theo chia theo tỷ lệ các bạn, value chia cho tổng value, và các cái value này nó dựa vào cái thay thôi. Thì đơn giản cái này giống như kiểu là cái tỷ lệ phần trăm đó, ok chưa. Sau đó mình duyệt ra, dùng cái enumerate này mình sẽ duyệt toàn bộ nó. Y là index, proportion là value đúng không nhỉ. Thì mình sẽ in ra các cái index tương ứng, các cái index cái value thứ y tương ứng và cái giá trị được chưa. Thì mình in cái này ra, còn cái width 2 hay là tổng các cái toilet này thì nó bằng width nhân 2, thì cái đây lát nữa mình sẽ giải thích tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ tạo này DSDSN đúng không, thì bằng cái gì? Một là nó là lấy cái location, này nó lấy từ đâu? Thứ nhất là nó lấy từ Đan Mạch này, thứ hai là Norway này, thứ ba là Sweden này, và mình sẽ lấy toàn bộ dữ liệu. Ok chưa, lấy tất cả các cột luôn á. Rồi bây giờ tổng value bằng cái gì?
là bằng cái sum của DSN N và cột là cột tổng. Được chưa? Nó là cái cột tổng. Rồi mình tạo ra một cái biến category đi. Nó bằng cái value đem chia cho cái đem chia cho tổng và các cái value là thuộc cái này. Ok chưa? Mình sẽ có một cái biến là category. Tức là mình tính cái tỷ lệ từng phần á. Tức là cái này đó là tỷ lệ phần trăm từng phần á, portion. Thì nó bằng cái gì? Đặt ra chỗ này là nó là một cái plot value đúng không? Đem chia cho total value cái biến ở trên á và các cái value này á nó lấy từ đâu? Nó lấy từ cái DSN đúng không? Total. Được chưa? Lấy từ cái cột value for value in. Ok chưa? Rồi. Mình sẽ in thử cái này ra. Đúng không? Thế là mình có được cái giá trị rồi này rồi đúng không? Mình có được cái category này. Bây giờ mình sẽ duyệt từng cái phần tử, duyệt theo cái dạng enum và mình in cái index value ra. Được chưa? Cái enum này á là mình sẽ enum array của category đúng không? Và mình in là in cái gì? Mình in thử xem cái DS này đúng không? Nó có cái index và cái value thứ y nó như thế nào? Value thứ y đúng không? Với cái gì nhỉ? Mình in cái đó với là cái value tương ứng đúng không nhỉ? Này này, với cái value tương ứng thôi. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ chạy này. Đó, tức là đang mạch là 0.3 này, đúng không? Nó quay là 0.19 này, 0.48 này. Thì cái này là đúng 100% đúng không? Cộng lại là đúng 100%, 0.3 này, 0.48 này, 0.19 này. Tức là 2, 3, và 5 là thường là đúng 100%. Được chưa? Rồi, bây giờ mình có cái tỷ lệ rồi. Bây giờ mình sẽ có width bằng 40 quả. 2 là bằng 10. Ok chưa? Mình sẽ tạo một cái biến. Ok. Giả sử mình có cái biến này. Rồi giờ tổng các cái toilet này. Đúng không nha? Total ngấm là sẽ bằng là width nhân cho height. Ok. Giả sử mình có mấy cái biến này trước đi. Rồi. Sau khi có các cái biến này rồi, bây giờ á mình đã có được cái data, tức là tính theo cái tỷ lệ phần trăm rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tạo ra cái tỷ lệ phần trăm của từng cái toilet này bằng cách là mình sẽ lấy từng cái giá trị ở trong cái category lúc nãy mà mình chia ra đó. Đúng không? Mình sẽ tính các cái giá trị ở trong này. Và mình sẽ có một cái hàm làm tròn đem nhân cho cái tổng, đúng không? Tức là cái tổng là 40 nhân 10. Đó là mình tính từng thành phần rồi sau đó mình in cái gọi là cái giá trị value tương ứng. Được chưa? Rồi. Mình sẽ trong hộp này mình cứ import cái thư viện NumPy vào đã. Rồi, bây giờ á mình có cái gì? Mình sẽ có một cái Tiles per category đúng không? Cái này nó bằng cái gì? Tức là nó là một cái máng đúng không? Và cái hàm làm tròn của nó là bằng cái gì nhỉ? Tức là tổng, đúng không nhỉ? Tổng của cái này đem nhân cho cái xác suất của cái từng phần. Ví dụ giờ cái xác suất của từng phần là mình nói nó là value đi, đúng không? Này nhớ đếm ngược lại. Rồi. Này là for value in. In cái gì nhỉ? In cái category trong cái xác suất category từng phần đó. Ok chưa? Rồi, sau đó là mình duyệt mình in qua thôi, đúng không? Sử dụng cái này nè. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình in từng phần của cái này ra.
đúng không? Mình duyệt từng phần, mình in cái value và thứ y này ra thôi, đúng không? Có y, có value, ok chưa? Mình duyệt từng phần nó, mình in ra thôi, không có vấn đề gì cả. Thì nó sẽ thể hiện thông qua, tức là cái này là 40 nhân 10 đúng không, là ra là 400 đúng không? Thì với các cái tỷ lệ này đúng không nhờ? Ví dụ như cái này là 32, 3 nhân 4 là nó tầm khoảng là 128 9 gì đó, ok chưa? Tương tự ví dụ cái này là 0,19 thì nhân cho 40 thì nó ra khoảng ví dụ như là gần 80 gì đó đúng không, là ra 77 này, ok chưa? Thì có cái giá trị tương ứng rồi đó, được chưa nhờ? Tương tự ví dụ cái này là 0,48 thì nhân cho 40 á, 48 nhân cho 40 tầm khoảng 109 mấy nữa, đúng không nhỉ? Gần 200, đúng không? 194 đó. Ok, tức là mình đã có từng cái thành phần rồi. Tức là bây giờ mình đã biểu diễn được cái từng thành phần thông qua cái xác suất phân bố rồi. Bây giờ mình sẽ tạo cái chart là vào phục chart này. Thì đầu tiên cái vào phục chart này mình sẽ tạo nó là một cái list tập, tức là trước mắt là mình sẽ dùng nó là một list các con số 0, 2 week đúng không nhỉ? Index 0. Thì mình sẽ dùng để mình tìm cái sự phổ biến của nó, tức là mình duyệt theo week, mình duyệt theo 2 đúng không nhỉ? Mỗi lần là mình cộng lên đúng không? Và mình sẽ kiểm tra thử xem cái index này nó có lớn hơn tổng của tất cả các thành phần hay không. Nếu lớn hơn á thì tăng lên. Đúng không nhỉ? Ngược lại thì gán trực tiếp vào nó. Thế thôi. Ok. Mình sẽ tạo nha. Và full chart. Nó là bạn mình sẽ dùng cái hàm là zero đúng không? Zero này là mình tạo nó là hai quả width. Ok chưa? Hai quả width rồi category index là bằng 0. Đúng không nhỉ? Và cái tile less index á là cũng bằng 0. Ok chưa? Thì cái tile index này là cũng là bằng bằng 0. Tiếp bây giờ mình sẽ duyệt theo chiều width và duyệt theo chiều chiều 2. Và mình duyệt là ruy theo chiều chiều 2, đúng không? Rồi, tiếp có x có y rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái update cái thay nét lên một, đúng không nha? Update cái thay nét đó. Rồi, cái thay nét mình cập nhật lên một, bây giờ mình check cái điều kiện, nếu cái thay nét này nó lớn hơn tổng của tất cả các cái trong cái bảng phần trăm á thì mình sẽ cập nhật cái category. Nếu cái time index này á mà nó lớn hơn tổng, đúng không nhỉ? Đây này. Nó lớn hơn tổng của cái type category này, tất cả các phần tử đúng không? Nó lớn hơn là type category đúng không? Của tất cả những phần tử nào? Của phần tử từ 0 cho đến cái index đó. Index đó là index từ 1 đó, đúng không? Đến cho category index. Đúng nhá, category index thì bây giờ mình cập nhật cái category index này lên một. Category index lên lên một. Ok chưa? Tức là mình cập nhật cái category index này lên một rồi. Bây giờ cái quay chart này á, quay chart này mình sẽ cập nhập là row column. Row tức là ở cái là ri á, đúng không nhỉ? Ri column bằng cái index, đúng không nhỉ? Đây, tức là cái ri và cái column là bằng cái tying category index. Ok chưa? Cái này tức là mình giống như có một cái hàm. Cái tạo dữ liệu này đơn giản như này thôi các bạn này, tức là mình sẽ tạo ra một cái waffle chart này, nó có cái kích thước là 2 nhân width đúng không? Bây giờ mình sẽ duyệt theo chiều width và chiều 2, mỗi lần là mình update cái thay index này lên. Nếu mà cái thay index này lớn tổng hơn cái tỷ lệ phần trăm của
từ đầu tiên cho đến cái category index á, thì update cái category index lên và mình sẽ cập nhật từng cái giá trị của nó là bằng cái category index. Ok chưa? Rồi mình sẽ tiếp tục, là lát nữa nó qua vẽ được cái chart á, mình sẽ giải thích sâu hơn chỗ này. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái hàm block để block lên, đúng nha. Bây giờ cái color map thì bây giờ mình sẽ tạo một cái biến color map cái đã. Các bạn cứ từ từ nhé. Rồi, nó là bảng color map đúng không? Là CM đúng không? Rồi, cái color map này á là mình sẽ dùng cho cái gì? Mình sẽ là dùng là cool warm. Ok chưa? Được chưa? Tức là mình có một cái color map. Bây giờ mình sẽ dùng cái hàm map sau này lên với cái gọi là cái color map là bằng cái color map lên trên. Được chưa? Rồi. Tức là map sau. Sau cái gì? Sau cái buffer chart và cái CMAP là bằng cái color map ở phía trên. Đây, CMAP là bằng cái color map. Rồi sau đó là mình hiển thị lên color là 3 là lên. Được chưa? Rồi các bạn sẽ xem nè. Nếu nó chạy đúng á thì nó sẽ hiển thị lên nè. Tức là cái data của mình á là nó chia sang là 40 ô đúng không? 40. Thì cái data của cái này các bạn sẽ để ý nè, cái data của này nó chạy theo week 2 đúng không? 2 là 10. Được chưa? Week. Thì các cái giá trị á nó sẽ tính toán, giả sử như chỗ này các bạn in ra các bạn sẽ thấy nè. Ví dụ nha. Chỗ này giờ mình in ra. Chỗ này các bạn chỉ cần là in ra cái warp chart là các bạn sẽ thấy các giá trị tương ứng thôi. Index with rank x rank y. Cho mình thấy nha. Ok chưa? Nó sẽ in các cái giá trị tương ứng ra này các bạn này. Đó. In ra cả cái giá trị tương ứng. Đúng nha. Sau khi có giá trị tương ứng á là nó chỉ thông qua, nó sẽ biểu diễn à từ cái khoản nào đến khoản nào là đậm hay nhạt. Thì đây là cái warp chart là nó là như vậy. Được chưa? Ok chưa? Tức là chỗ này các bạn cứ hình dung cho mình á là như này này. Tức là với cái data á, cái này giống như kiểu là cái phân bố của xác suất tỷ lệ phần trăm, chúng ta sẽ tính theo cái salad trên từng cái category, tức là có cái tỷ lệ phần trăm rồi. Sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu tính toán, tức là sẽ tạo một cái week 2 nhất định. Với week 2 á thì mình sẽ cập nhật cái size index và category index. Được chưa? Nếu cái size index này nó lớn hơn tổng của tất cả các cái size trên từng category á, theo từ cái chỉ số từ 0 cho đến category index từ 1 á, thì chúng ta cập nhật cái category index lên. Sau đó update cái phần này. Được chưa? Sau khi update xong á thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái sử dụng cái mask sau trong cái thư viện là by block để sau lên. Được chưa? Thì chỗ này nó thể hiện này, các bạn có thấy không? 40 ô đúng không? 10 ô. Đúng nha. Thì cái data này á, tức là nếu mà cái màu nhạt nhạt á là thể hiện ở chỗ này, từ đây đến đây. Tiếp tục xám xám này, rồi lên bắt đầu đậm đậm lên này. Ok chưa? Rồi thì cái phần warp chart cái mình giới thiệu sơ lược để cho các bạn biết thôi. Cái này nó hay dùng ở đâu các bạn? Ở trong GitHub á, nó cái chỗ mà cái chart ở trên GitHub nó hay sâu cho các bạn thấy á, ở cái mức độ mà các bạn login hay đăng nhập á, ở mỗi ngày mỗi tháng á, là nó tức là theo cái tỷ lệ của các bạn, mức độ mà các bạn login đăng nhập như nào, thì trên GitHub nó có cái chart này nè, cái này gọi là wave chart á, là nó cho bạn là thống kê cái tỷ lệ phần trăm ở mỗi ngày các bạn login bao nhiêu lần hay là truy xuất bao lâu, và có sẵn ở trên đó rồi, các bạn có thể tham khảo thêm. Thì mình giới thiệu sơ lược về cái wave chart cho các bạn.
Thì nếu chưa hiểu hay có đề thắc mắc, các bạn có thể comment để mình giải thích, hoặc là các bạn có thể tham khảo cái document ở trên cái trang chủ của Python, trên cái thư viện Pylog á. Cảm ơn các bạn.